26 tháng 7 năm 2017, music video Chưa Bao Giờ Mẹ Kể phiên bản tiếng Anh được thực hiện bởi Eli Learning English được lên sóng. Câu chuyện nhẹ nhàng, quen thuộc nhưng không bao giờ cũ về sự hy sinh của người mẹ vì con cái được truyền tải trong video đã nhận được rất nhiều tình cảm cũng như sự chia sẻ từ cộng đồng mạng. Như đã hứa, Eli sau khi tổng hợp tất cả các bài viết của các bạn đã chọn ra câu chuyện ý nghĩa nhất. Hãy cùng Eli tìm hiểu xem chủ nhân của câu chuyện này là ai nhé. Sinh ra ở Thạch Thất. Ngày trước thì bố em bị bệnh ung thư, mẹ em phải vay tiền để chữa cho bố em. Sau khi đến năm 2012 thì bố em mất. Mẹ em đã nuôi anh và em bên học và hai ông bà già. Em sinh ra trong một gia đình nghèo ở Thạch Thất. Năm 2000, gia đình em đã khó khăn, lại càng khó khăn hơn nữa khi biết tin bố em đã mang trong mình căn bệnh ung thư vòm họng. Khoản tiền điều trị cho bố em lúc bấy giờ quá lớn so với điều kiện tài chính của gia đình. Vậy nên mẹ em phải đi vay mượn của khá nhiều người thân bạn bè. Nhưng cuối cùng đến năm 2012, bố em đã không qua khỏi. Bỏ lại mẹ em gánh vác cả gia đình và cả khoản nợ tiền chữa bệnh cho bố, không biết bao giờ mới trả hết được. Mẹ em là nông dân trồng lúa nước nên kinh tế gia đình bị phụ thuộc vào mấy xào ruộng. Trong người mẹ lại mang căn bệnh tiểu đường và huyết áp cao, nhưng mẹ vẫn cố gắng làm lụng để nuôi chúng em, chăm sóc cho cả ông bà em nữa. Ông bà em đều đã ngoài 80 tuổi. Đó thật sự là một điều may mắn và đáng trân trọng. Nhưng đôi khi em cũng cảm thấy đó như một gánh nặng của mẹ. Em rất thương mẹ, nhưng vì còn đang nhỏ nên cũng chẳng biết phải làm gì để giúp mẹ ngoài việc cố gắng học hành. Em mơ ước được trở thành một người thành đạt để có thể đền đáp công ơn của mẹ, cho mẹ và ông bà có một cuộc sống thoải mái, sung túc. Cảm động trước câu chuyện của bạn Tiết thì ngày hôm nay đội ngũ của Eli đã quyết định đến tận nhà để tặng quà, chia sẻ cũng như trò chuyện cùng với bạn Tiết cùng với gia đình. Hy vọng những nỗ lực của chúng mình sẽ phần nào đó tiếp thêm động lực cho bạn cũng như là các bạn học viên khác của Eli trên hành trình học tiếng Anh cũng như là trong các cuộc đua khác trong cuộc sống của mỗi người. Còn bây giờ thì hãy theo chân JC nhé. Bây giờ thì Tracy và ekip của InLight đang đứng trước cửa nhà của nhân vật trong câu chuyện vừa rồi. Và không để các bạn chờ đợi lâu nữa thì ngay bây giờ chúng mình hãy cùng bước vào trong để thực hiện nhiệm vụ của ngày hôm nay ngay bây giờ nhé. Chào cô ạ. Hôm nay thì InLight đến đây có một món quà dành cho em, nhưng thì em có một câu chuyện rất là cảm động trong chương trình Chưa Bao Giờ Mẹ Kể vừa rồi. Mở lòng ra để tan biến đi, mở lòng ra tha cho hết đi, cho gió cuốn buồn phiền nhà bay, cho kia không vui ngủ say. Mở lòng ra để thêm chứa chan, mở lòng ra chìm trong nắng vàng, trong phút chốc được làm trẻ thơ, thôi thức giấc để thêm mộng mơ. Rồi một ngày sẽ đến buồn phiền chưa. Chia sẻ một chút nhé, làm thế nào mà em biết đến Eli nhỉ? Thông qua một người bạn của em. Người bạn giới thiệu cho em đúng không? Thế sau đó thì quá trình học tiếng Anh của em như thế nào? Mỗi tối thì em học vào ngày trước là ở Eli thì là ngày nào cũng đăng video. Thì em hôm nào thì em cũng học ạ. Còn bây giờ thì vào thứ 3, 5, 7 thì em cũng học. Thế ước mơ sau này của em là gì? Em muốn làm phiên dịch. Thế thì chị mong là em sẽ cố gắng học tập thật tốt và thực hiện được ước mơ của mình nhá. Vâng. Cảm ơn chị. Cô ơi, ước mơ của em là trở thành phiên dịch viên ạ. Thì cô có ủng hộ em không ạ? Cô vẫn cô ủng hộ em thì nó học, còn thì nó công việc thì nó đi học. Cô ủng hộ em thì nó học, ước mơ của nó để cho nó
là nguyện vọng của nó rồi nó ước mơ trở thành hiện thực. Với mong muốn được chia sẻ kiến thức tiếng Anh tới tất cả mọi người, Eli hy vọng có thể đồng hành cùng các bạn trên hành trình học tiếng Anh và mong rằng là những món quà nhỏ như thế này sẽ là nguồn cổ vũ động viên dành cho Tuyết cũng như cho tất cả các bạn khác trên con đường chinh phục ước mơ của riêng mình. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn dành cho Eli trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại!